Xin chào các em học sinh thân mến. Trong soạn thảo văn bản, khi các em muốn đánh dấu một nội dung văn bản nào đó bằng cách tô màu nền cho nội dung đó, ta sẽ sử dụng đến nút lệnh Text Highlight Color trong nhóm lệnh phông. Vậy thì tác dụng của nút lệnh này như thế nào và cách sử dụng nút lệnh này ra sao? Các em hãy cùng quan sát thao tác mà cô sẽ thực hiện sau đây nhé. Bước 1. Chọn phần văn bản cần tô màu nền. Bước 2. Tìm đến nút lệnh Text Highlight Color. Nhấp chuột vào biểu tượng hình mũi tên bên cạnh. Chọn màu nền phù hợp. Lưu ý, màu sắc này phải tương phản với màu chữ. Như vậy, sau khi thực hiện xong, nội dung văn bản của chúng ta đã được tô màu nền, tạo sự khác biệt so với những nội dung văn bản còn lại. Cô thực hiện lại thao tác lần nữa, các em cùng quan sát nhé. Bước 1, chọn phần văn bản cần định dạng. Bước 2, nhấp vào mũi tên bên cạnh nút lệnh Text Highlight Color. Chọn màu sắc phù hợp, phải tương phản với màu chữ. Lưu ý, nếu các em muốn loại bỏ màu nền này, ta thực hiện như sau. Bước 1, chọn phần văn bản cần loại bỏ màu nền. Bước 2, tìm đến nút lệnh Text Highlight Color. Nhấp chuột vào biểu tượng hình mũi tên bên cạnh và chọn No Color. Lúc này, màu nền vừa được định dạng trước đó đã được loại bỏ. Các em hãy thực hiện lại thao tác này trên máy tính của mình nhé. Chúc các em thực hiện thao tác thành công.